Chỉ vì có một người tuyệt vời bước vào cuộc sống của bạn thì không có nghĩa là cuộc sống riêng của bạn nó không quan trọng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video mà mình nghĩ rằng là nó sẽ cực kỳ hữu ích với các bạn. Đó là khi mà bạn muốn tiến lên, muốn có nhiều hơn với crush thì bạn đừng theo đuổi mà hãy làm theo những cái tips mà mình sắp sửa nói dưới đây. Hôm nay thì đầu tiên mình muốn nói đến một sai lầm. Nó phổ biến nhất khi mà chúng ta bắt đầu crush một ai đó. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng là họ cực kỳ tuyệt vời này, cực kỳ thu hút, hoặc là thậm chí là họ có vẻ ở ngoài tầm với của chúng ta. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ muốn trở nên thân thiết hơn với crush. Nhưng mà lúc này sao? Bản thân bạn này lại không chắc chắn lắm về cái tình cảm của họ dành cho bạn. Và lúc này thì để bắt đầu trở nên gắn kết hơn với crush thì chúng ta thường là sẽ đầu tư rất là nhiều thời gian của bản thân vào cái mối quan hệ này. Nhưng mà khi mà bạn quá chú ý và quá đầu tư vào một người mà bạn thích thì thông thường nhá, những cái thứ khác xung quanh bạn nó cũng quan trọng không kém đâu, là việc học hành này, công việc, bạn bè, rồi đam mê này kia thì nó cũng sẽ một phần nào để nó bị bỏ bê đi. Lý do mà chúng ta làm thế thì cũng hiểu được, dễ hiểu mà. Bởi vì đột nhiên chúng ta tìm được một người rất là đúng gu này, cả về ngoại hình, học thức, tài chính. Thì nói chung là chúng ta ai cũng thế thôi, ai cũng cực kỳ muốn rằng là cái mối quan hệ của mình với người ta nó sẽ trở nên sâu sắc hơn. Kiểu cố gắng dành nhiều thời gian để đi chơi với họ này, rồi giúp họ làm cái này làm cái kia, xong rồi thậm chí còn giúp kiểu quên mình luôn ấy. Nhưng nó chính là sai lầm mà mình nói với các bạn. Cái lúc này ấy, là cái lúc mà bạn phải cố gắng để có thể dứt ra được cái lực hút từ phía họ. Thay vào đó ấy, là lúc này ấy, là lúc mà bạn càng phải củng cố những cái thứ khác nó quan trọng với chính bản thân mình. Những cái thứ ấy mà trước khi có cái người kia xuất hiện này và bạn cực kỳ muốn hoàn thành được nó, đạt được nó. Nhưng mà thay vào đấy thì chúng ta lại vò đầu vứt óc để nghĩ xem là làm thế nào để crush vui này, làm sao để họ là của mình này, rồi làm sao để họ thích mình. Và đương nhiên rồi, con người chúng ta, cái gì mà chúng ta không có thì chúng ta lại càng cố để có được nó. Và nó là một cái bản năng rồi. Nhưng mà sao chính cái bản năng này lại là cái đang chống lại bạn? Bởi vì bạn biết sao không, đôi khi ấy, thì người ta cảm thấy bạn không hấp dẫn chỉ vì là người ta biết rằng là bạn đang cố gắng vì họ. Và với vài người, khi mà họ biết rằng là bạn đang cố gắng để thu ngắn cái khoảng cách với họ ấy, thì lúc này họ sẽ kiểu lùi lại ấy. Họ sẽ có cái cảm giác là họ có thể cầm bạn lên được và đặt bạn xuống bất kỳ lúc nào. Nó khiến họ là họ có cái quyền để kiểm soát cái mối quan hệ này bất kỳ, khiến nó lên nó xuống như thế nào cũng được. Và càng như thế thì đương nhiên bạn sẽ lại càng có cái cảm giác lo lắng về cái mối quan hệ này. Và đương nhiên bạn sẽ càng muốn đầu tư vào đó nhiều hơn. Thì đồng thời nhá, cùng với lúc đó thì chắc chắn là bạn sẽ lại bỏ bê những cái thứ ấy mà nó vốn nó quan trọng với bản thân bạn. Bởi vì chúng ta kiểu muốn dồn hết tất cả nỗ lực vào họ mà. Có một câu chuyện trong cuốn sách Nghệ thuật của việc đếch quan tâm. Nó kể về một người, anh này tên là David. Anh này ấy, thì anh ấy bị kích ra khỏi cái ban nhạc Metallica. Sau này thì anh ấy cũng tham gia vào một ban nhạc khác, và ban nhạc của anh ấy cũng cực kỳ thành công. Lúc này thì David được coi như là một trong những người có ảnh hưởng nhất với cái dòng nhạc của anh ấy. Và cái ban nhạc của anh ấy cũng rất thành công khi mà bán được 25 triệu bản. Thế nhưng mà sao? David ấy, thì anh ấy không hài lòng với bản thân của anh ấy. Bởi vì mục tiêu của anh ấy là phải vượt qua được cái ban nhạc cũ ấy, đã kích anh ấy ra. Nhưng mà sao? Cái ban nhạc cũ của anh ấy thì đã bán được gấp 5 lần con số 25 triệu bản album mà anh ấy đạt được rồi. Và lúc này thì David cực kỳ chật vật khi phải đấu tranh với cách tự đánh giá về cái thành công của chính bản thân mình. Cuốn sách này thì so sánh câu chuyện của David với một nhân vật khác là Peter Best, một người bị kích ra khỏi ban nhạc huyền thoại The Beatles và trở về với một cái cuộc sống hôn nhân giản dị với một gia đình nhỏ và với những đứa con rất là hạnh phúc. Mà chính ông đã nói rằng là ông ấy sẽ không thể có được những cái điều này nếu như mà ông ấy không bị kích ra khỏi The Beatles. Và sao? Ông ấy cũng chẳng hề hối tiếc về quá khứ, và ông ấy còn nói rằng là chính cái việc mà ông ấy bị đuổi ra khỏi The Beatles ấy thì mới có thể cho ông ấy một cái cuộc sống mà ông ấy luôn mong muốn như thế này. Và trong cái cuốn sách Nghệ thuật của việc đếch quan tâm thì đã chỉ ra rằng là ở nhân vật thứ hai thì có thể hạnh phúc trong khi nhân vật một thì không. Là bởi vì nhân vật thứ hai, như bạn biết đấy, ông ấy đã biết trân trọng những thứ khác trong cuộc sống hơn chứ không chỉ là danh vọng. Và đương nhiên nếu như chúng ta muốn hạnh phúc ấy thì chúng ta cần phải biết trân trọng
những cái thứ khác trong cuộc sống của bản thân mình. Rồi bây giờ trở về cái video ngày hôm nay của chúng ta nhé. Nếu như mà bạn cực kỳ muốn một người mà có thể yêu thương bạn và chia sẻ cùng với họ ấy, và rồi sao đột nhiên cái người này xuất hiện đấy, đột nhiên nhá, bạn có thể sẽ muốn làm tất cả mọi thứ để có thể biến cái mong muốn của bạn trở thành hiện thực. Và đương nhiên rồi, lúc này thì bạn sẽ vô tình lờ đi những cái quan trọng khác trong cuộc sống của bạn. Và bạn biết sao không? Bạn càng thờ ơ với chúng nó lâu thì chúng nó sẽ càng xa rời bạn. Ví dụ nhá, bạn bớt thời gian đi chơi với cái nhóm bạn thân, rồi bạn bè dù bạn cũng không đi nữa, bạn dành thời gian đấy cho crush, đi chơi với crush, quan tâm với crush. Và lâu dần thì bạn sẽ nhận ra rằng là cái nhóm bạn thân ấy nó không còn rủ bạn đi nữa. Họ ấy, họ cũng sẽ dần quên bạn đi. Thì đương nhiên khi mà chúng ta cực kỳ muốn một cái mà chúng ta mong muốn ấy, thì chúng ta sẽ dành bớt cái thời gian và dành bớt cái sự quan tâm cho những thứ khác. Ví dụ như là sở thích, gia đình, bạn bè, những cái mối quan hệ khác, ở những cái thói quen bạn thường thích làm khác như là đọc sách, chơi thể thao hoặc là chơi game. Nhưng bạn biết sao không? Chính những cái thứ đấy là cái thứ mà nếu như bạn biết trân trọng nó ấy, thì nó sẽ giúp bạn nâng cao cái chất lượng cuộc sống của bạn lên. À thì đương nhiên đúng rồi, nếu như mà người bạn thích cũng thích bạn, họ bước vào cuộc sống của bạn thì hạnh phúc còn gì bằng. Nhưng nếu như họ không thích bạn thì sao? Thì bạn vẫn cần phải có cái cuộc sống riêng của bạn chứ. Nó như kiểu là bạn phải có một cái backup ấy. Bạn cứ tưởng tượng là cuộc sống của bạn và cái sự tự tin của bạn thì nó là một cái bàn đi. Và dưới cái bàn đấy sẽ là những cái chân bàn để nó giúp cho cái bàn của bạn nó đứng vững. Nhưng mà cái chân bàn đấy nhá, thì sẽ là những cái phần khác nhau trong cuộc sống của bạn, để cho bạn có sức mạnh này, để cho bạn có niềm vui, bla bla. Và khi mà chúng ta gặp một ai đó ấy, thì tốt nhất là cái bàn của chúng ta, cái chân bàn của chúng ta nó đang đứng vững, chứ không phải là khi mà nó vẫn đang bấp bênh và nó đang phải nghiêng ngả đi á. Đấy, nói chung là khi mà chúng ta gặp một người mà chúng ta thích ấy, thì chúng ta cần phải vững vàng những cái chân bàn của chúng ta, để nếu như mọi thứ không như ý thì chúng ta vẫn ổn. Gãy mất cái tình yêu thì chúng ta vẫn còn những cái chân khác để chúng ta có thể đứng vững. Bạn phải hiểu rằng là tôi không cần phải chạy theo bạn để cố gắng vì tất cả mọi thứ, hay là phải cố gắng để cân bằng mọi thứ hay cái gì hết. Việc của bạn là đừng có bỏ quên bản thân mình, hãy vẫn tiếp tục cố gắng quan tâm đến những cái quan trọng khác trong cuộc sống của bạn, và đặc biệt là cố gắng phát triển bản thân bạn. Một lời khuyên của mình dành cho các bạn về vấn đề ngoại hình, đó là nếu như mà các bạn đang cảm thấy quá béo này, không có cách nào để có thể giảm cân ấy, thì các bạn hãy cố gắng giảm cân. Bởi vì khi mà các bạn giảm cân thành công ấy, thì các bạn sẽ đẹp lên rất là nhiều lần luôn, và cho các bạn cái sự tự tin về ngoại hình ấy. Và nếu như bạn đã thử nhiều cách mà không thể giảm cân được, thì có thể dùng thử Coffee Idol Slim nhá. Đây là một sản phẩm mà mình đã sử dụng và có rất là nhiều bạn đã được tư vấn và giảm cân thành công rồi. Nên là nếu như bạn quan tâm thì có thể nhắn tin cho mình qua Insta của mình, Phương Thảo chồng dâu y. Mình hứa là sẽ cố gắng để có thể trả lời các bạn, tư vấn cho các bạn nhanh nhất có thể nhá. Ok, và quay lại với video này thì mình rất thích một cái công thức, đó là ở kệ bạn. Nó là khi bạn đang có một cái bàn với rất nhiều những cái chân bàn để bạn có thể trụ vững. Và khi một ai đó xuất hiện và bạn cảm thấy rằng là ở cũng không hợp lắm đâu, hoặc là họ từ chối bạn, hoặc là họ đối xử không tốt với bạn, thì bạn có thể nói ok, chả sao cả. Bởi vì bạn còn rất nhiều những cái khác có thể khiến bạn vui trong cuộc sống mà. Chứ cuộc sống của bạn ấy, nó không chỉ phụ thuộc vào một người. Cho dù là họ có siêu đẹp, họ có tốt, họ có giàu có, họ có thông minh tài giỏi đến mức nào, nhưng mà khi mà họ không chọn bạn thì bạn phải hiểu rằng là nếu như không có họ thì cuộc sống của bạn vẫn tốt, nó chả ảnh hưởng gì. Bạn biết không, tự tin ấy, nó không phải là cái khả năng mà bạn nói không khi mà bạn không muốn nó, mà nó là cái khả năng mà bạn có thể nói không khi mà bạn muốn nó, nhưng mà bạn biết rõ rằng là nó không hợp với bạn, hoặc là nó không thuộc với bạn. Thông điệp của cái video này ấy, đó là khi mà bạn gặp một người và người đó sẽ mang đến cho bạn một cái hy vọng, là mang đến cho một bạn, là mang đến cho bạn một cái cuộc sống như thế nào đó, là họ sẽ mang đến cuộc sống bạn một cái gì đó, nó như kiểu là mang lại cho bạn thêm một cái chân bàn, và bạn cảm thấy rằng là những cái thứ mà họ mang đến sẽ kiểu cực kỳ quan trọng và không thể thiếu ấy. Thì lúc ấy bạn hãy cố gắng lên để làm ngược lại, hãy vẫn cố gắng đầu tư vào những chân bàn khác mà bạn có, để khiến bạn vững vàng, và để khiến khi mà mọi chuyện nó không như ý muốn ấy, thì bạn hoàn toàn có thể nói câu là kệ bạn. Nếu như mà họ không đối xử tốt với bạn, và nếu như họ chẳng có một cái tí gì là muốn cam kết với bạn, hoặc họ không có dành nhiều sự quan tâm cho bạn, và bạn nhận ra rằng là như thế là không đủ,
Chỉ vì có một người tuyệt vời bước vào cuộc sống của bạn thì không có nghĩa là cuộc sống riêng của bạn nó không quan trọng. Bạn đừng bao giờ để vì họ mà bạn đánh giá thấp những cái mà bạn có trong cuộc sống của bạn. Thực sự nhá, không ai có thể khiến bạn cảm thấy bạn kém cỏi hơn họ, hoặc là bạn ở cửa dưới so với họ. Hoặc bạn cũng sẽ không cần cảm thấy phải cố gắng để thu hút cái sự chú ý của họ ấy. Và đấy là lúc hai bạn ở cái vị trí nó ngang bằng với nhau. Cứ khi nào mà bạn thấy rằng là một người có một cái vị trí nó cực kỳ quan trọng với bạn, bạn cảm giác như là không có họ thì cuộc sống của bạn nó sẽ không ổn ấy, thì lúc này hãy cố gắng giảm một nửa thôi cái sự tập trung của bạn vào họ một chút. Và hãy vẫn giữ cái sự tập trung vào chính bản thân bạn và chính cuộc sống của bạn nữa nhá. Mà bạn biết đấy, cũng chẳng có gì cam kết chắc chắn rằng là nếu bạn đầu tư vào họ xong rồi họ ở cũng yêu bạn đi, thì cũng chẳng có gì chắc chắn rằng là hai bạn sẽ có thể bên nhau mãi mãi và họ sẽ khiến cuộc sống của bạn tốt lên được nhiều. Nên là hãy chuẩn bị một cái tâm thế rằng là nếu mà hợp nhau ấy thì có thể ở bên nhau, còn nếu mà không hợp nhau, cảm thấy không thể đi được với nhau lâu dài thì hoàn toàn có thể chia tay mà. Chỉ có việc bạn đầu tư vào chính bản thân bạn này mới là một cái điều đảm bảo với bạn thôi. Ok, như vậy là video ngày hôm nay nên là kết thúc nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như các bạn thấy thích nội dung của mình ấy, thì có thể ấn vào cái nút cảm ơn ở bên dưới video để có thể donate và ủng hộ cho sự phát triển của kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.